Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức. Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệp yến.com với các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo, nhụy Hoa Nghệ Tây Saffron, Mở đầu là bản tin cho biết là bé gái người Syria đã che chắn cho em trong suốt 36 giờ đồng hồ dưới đống đổ nát. Thông tác xã CNN đưa tin cho ngày 8 tây tháng 2 cho biết có hai đứa trẻ bị kẹt giữa đống bê tông trong một ngôi nhà ở miền Bắc Syria đã được giải cứu. Bé gái 7 tuổi đã lấy tay che chắn cho em mình trong suốt 36 giờ khi cả hai bị kẹt dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở Bessanaya Bizne. Haram, thuộc Syria vì trận động đất. Bé gái tên là Miriam 7 tuổi nói với những người cứu hộ xin hãy cứu con ra khỏi đây con sẽ làm bất cứ điều gì cho chú. Vừa cầu xin giúp đỡ thì Miriam lại vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cho em mình là Ilaf khi cả hai nằm chồng lên nhau trên một chiếc giường đã bị những mảnh vỡ đè lên một phần. Cô bé có thể cử động cánh tay của mình đủ để che mặt cho em Ilaf tránh khỏi bụi từ những mảnh vỡ khi cả hai bị mắc kẹt trong bê tông trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Cha của hai đứa trẻ là ông Mustafa Zuri al sayed cho biết rằng vợ và ba đứa con của ông đang ngủ vào dạng sáng ngày 6 tới tháng 2 thì mặt đất rung chuyển với trận động đất mạnh 7.8 độ. Ông nói, chúng tôi cảm thấy sàn nhà rung lên và những mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống trên đầu. Chúng tôi đã để ở dưới đống đổ nát này hai ngày qua và đã trải qua những cảm giác mà tôi hy vọng là sẽ không có ai phải cảm nhận nó. Bị chôn vùi dưới đống đổ nát thì ông Al Sayed cho biết là gia đình của ông đọc kinh Koran và cầu nguyện thật to với hy vọng là ai đó sẽ tìm thấy họ. Video cho thấy là người dân địa phương đã hò reo khi Mariam và Ailat được đưa ra khỏi đống đổ nát và được bọc trong chăn, hai đứa trẻ đã được đưa tới bệnh viện nơi chúng đang được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, cứ mỗi giờ trôi qua thì hy vọng tìm thấy những gia đình sống sót khác lại giảm dần trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng khiến cho nỗ lực cứu trợ càng thêm khó khăn. Tổng số người bị thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng hiện nay đã lên tới hơn 11.200 nạn nhân. Tin từ London cho biết là nước Anh công bố mẫu tem đầu tiên in hình vua Charles Đệ Tam. Cơ quan bưu chính của hoàng gia Anh công bố một mẫu tem đầu tiên in chân dung của vua Charles Đệ Tam sau khi ông lên ngôi hồi tháng 9 năm 2022. Mẫu tem bưu chính phổ thông thể hiện chân dung chụp ngang của quốc vương, giá tiền và mã vạch này sẽ được bán từ ngày 4 tới tháng 4. Hình ảnh trên con tem được chính vua George Đệ Tam phê duyệt và cũng là một hình ảnh xuất hiện trên mẫu đồng xu mới của Anh ngay sau khi ông kế vị của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Các nhà bán lẻ sẽ tiếp tục bán tem in hình nữ hoàng quá cố và được cung cấp tem mới khi cơ quan bưu chính hoàng gia hết mẫu tem cũ. Hình ảnh của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị do nghệ sĩ người Anh là ông Arnold Machin đã vẽ và được thể hiện trên đồng xu và tem của Vương quốc Anh từ những năm 1960. Những mẫu tem này trở thành biểu tượng của nước Anh trên khắp thế giới. Còn hình ảnh của vua George đệ tam trên mẫu tem mới phỏng theo bức chân dung mà nhà điêu khách người Anh là ông Martin Jennings làm cho xưởng đúc tiền của hoàng gia để đúc những đồng xu mới của nước Anh đang lưu hành. Giám đốc điều hành cơ quan biêu chính hoàng gia là ông Simon Thomson cho biết rằng điểm độc đáo của con tem nước Anh là không cần phải in tên quốc gia vì chỉ cần hình ảnh quốc vương là đã đủ rồi. Sang qua Tây Ban Nha, bản tin tiếp nối cho biết là phát hiện được một giáo đường Do Thái bị thất lạc gần 7 thế kỷ qua. Tờ The Guardian cho biết nhóm khảo cổ thành phố Utrera thuộc Tây Ban Nha vừa phát hiện ra một tòa nhà từng được dùng làm quán bar và bệnh viện. Thực tế là một giáo đường do Thái thời Trung Cổ đã bị thất lạc 700 năm qua. Phát hiện này đã được công bố vào ngày 7 tới tháng 2, biến tòa nhà từ thế kỷ thứ 14 này trở thành một trong số ít những di tích giáo đường do Thái thời Trung Cổ vẫn còn tồn tại ở Tây Ban Nha sau lệnh trục xuất người Do Thái vào năm 1492. Ghi chép về ngôi đền này đã xuất hiện từ hơn 400 năm trước, chẳng hạn như trong cuốn sách lịch sử được ghi chép năm 1604. Một linh mục địa phương tên là Rodrigo Caro đã viết rằng, ở nơi đó, nơi chỉ có người nước ngoài và người Do Thái, có một giáo đường mà nơi ngày nay là một bệnh viện mang tên De La Misericordia khẳng định của Linh Mục Caro đã được kiểm chứng trong cuối năm 2002 khi nhà khảo cổ Miguel Angel de Dios đã phát hiện ra một hòm giao ước và phòng cầu nguyện của người Do Thái trả lời buổi họp báo tại giáo đường cổ thị trưởng của thành phố là ông Jose Maria Villalobos nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát hiện phi thường này. Ông Villalobos nói rằng giờ đây về mặt khoa học thì chúng ta có thể chắc chắn là đang đứng trên một giáo đường do thái thời Trung Cổ. Ông cho biết là trước phát hiện này chỉ có bốn công trình tương tự trên khắp Tây Ban Nha. Một trong những lý do khiến cho tòa nhà vẫn tồn tại đến từ việc nó liên tục được sử dụng cho nhiều mục đích. Trải qua 7 thế kỷ thì tòa nhà này này đã được sử dụng để làm bệnh viện, nhà dành cho trẻ bị bỏ rơi, nhà hàng và quán rượu. Thị trưởng Utra cho hay, giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm sẽ xem liệu có ngôi nhà nào của giáo sĩ Do Thái hay là một ngôi trường tôn giáo gần giáo đường mới phát hiện hay là không tin từ peru cho biết là có hàng trăm con sư tử biển bị chết vì nhiễm cúm da cầm theo cơ quan bảo vệ các khu vực tự nhiên sơn đáp cho hay Xác của những con sư tử biển đã được tìm thấy tại 7 khu vực được bảo vệ của Peru, trong khi xác của những con chim trong đó có bồ nông, nhiều loại bòng biển và loài chim cánh cụt đã được tìm thấy ở 8 khu vực. Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của virus cúm da cầm H5N1 trong những sinh vật chết, khiến cho nhà chức trách phải đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi mọi người dân tránh tiếp xúc với sư tử biển cũng như là loài chim hoang dã trên bãi biển. Theo cơ quan y tế nông nghiệp Senasa, virus cúm da cầm lây lan qua các loài chim di cư từ Bắc Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, thì chính quyền của Peru đã tiêu hủy 37.000 con da cầm tại một trang trại gà vì virus H5N1 đã bùng phát trước đó ảnh hưởng tới động vật hoang dã, rất hiếm khi cúm da cầm có thể lây sang động vật có vú. Nhưng gần đây, virus này đã được tìm thấy ở cáo và rái cá ở nước Anh, cũng như là mèo ở nước Pháp, gấu xám ở Montana. Tất cả chúng được cho là đã ăn thịt những con chim bị nhiễm bệnh. Bờ biển Peru là nơi sinh sống của sư tử biển Nam Mỹ. Đây là một trong những loài sư tử biển lớn nhất và dị hình giới tính nhất. Con đực có thể dài tới 3m, nặng 350kg, trong khi con cái thì dài 2m, nặng 150kg. Ngoài thức ăn chính là cá và động vật chân đầu, chúng cũng săn nhiều loài chim biển như là bồ nông và chim cắn cụt. Sang qua phần tin giải trí, bản tin cho biết là bộ phim Knock at the Cabin, tạm dịch là tiếng gõ ở căn nhà gỗ, không có sức bí ẩn. Đây là loại phim thể loại hồi hộp và kinh dị do đạo diễn Nay Silamalan làm đạo diễn. Ông là một đạo diễn người Ấn Độ nổi tiếng. Dẫu vậy thì phong độ làm phim của ông hiện nay vẫn gây tranh cãi bởi sự thiếu ổn định. Ông nổi lên từ những năm cuối thập niên 1990, tên tuổi của Saima Malan gắn liền với bộ phim The Sixth Sense. Với lần tái xuất màn ảnh rộng này, đạo diễn Saima Malan mang tới bộ phim tiếng gõ ở căn nhà gỗ bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết anh khách mang tên The Cabin at the End of the World của nhà văn Paul Tremblay chuyện phim theo chân Eric và Andrew một cặp đôi đi nghỉ dưỡng tại căn nhà gỗ trong rừng cùng với con gái nuôi là Wen Kỳ nghỉ diễn ra êm đẹp cho tới khi họ chạm chán với một nhóm người lạ mặt, đó là thầy giáo tiểu học Leonan, một gã lưu manh mới mãn hạn tù Redmond, nữ đầu bếp Sabrina và y tá Adrian. Những kẻ này đều có vũ trang và nhanh chóng bao vây cabin, nơi mà gia đình này đang nghỉ dưỡng. Cặp đôi phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, phải có một người tự nguyện hy sinh để trở thành vật tế cứu gia đình và mọi người trên thế giới lựa chọn đề tài thảm họa nhưng lại phát triển cốt truyện theo loại phim thể loại kinh dị bộ phim này thiếu đi những góc quay sáng tạo và giàu ẩn ý đó là một nét chấm phá của thể loại kinh dị tuy nhiên phim không có bất cứ một lời giải thích hợp lý nào cho tất cả các sự kiện trong suốt khoảng thời gian mà phim diễn ra người xem không biết là nguồn cơn của việc nhân vật được lựa chọn họ hành động như vậy là vì sao và hậu quả thế nào khi kết cục được định đoạt Mọi câu chuyện đều được khép lại chóng vắn và khó hiểu. Nhà phê bình George Kolinsky cho rằng bộ phim Not at the Cabin đơn thuần chỉ là một câu chuyện phi logic xây dựng trên nền tảng lỏng lẻo. Phim có một tiền đề tốt nhưng cách thức triển khai sự kiện và nhân vật sai lầm đã đánh mất sự hấp dẫn đối với khán giả. Trên trang đánh giá Rotten Tomato thì bộ phim này nhận mức điểm đánh giá chỉ có 68% từ các chuyên gia.